Ok, chào mừng các bạn đã đến với kênh ATM Model Channel. Thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành tiếp các bộ phận còn lại ở bên ngoài của chiếc thiết sai M113. Thì đây là cái kính tiềm vọng của trưởng xa. Thì cái kính này nó được làm bằng một cái bạc clear rất là đẹp. Nhưng mà cái bạc clear nó lại không vừa với cái phần chi tiết của cái phần đáy của cái kính tiềm vọng của trưởng xa này. Bởi vậy cho nên mình sẽ dùng một miếng giấy nhám nhỏ mình nhét vào trong và mình chà nhẹ để cho cái lỗ này nó bự hơn một chút thì nó sẽ vừa với cái bạc clear. Mình cũng lưu ý với các bạn thì khi chúng ta làm cái chi tiết mô hình đó, thì hạn chế sử dụng giấy nhám trên cái bạc clear, tại vì nó rất dễ bị trầy, mà một khi nó đã trầy rồi chúng ta xử lý rất là khó. Hiện nay chúng ta chỉ cần chà nhám một chút thôi thì cái bạc clear nó đã có thể nhét vô dễ dàng rồi. Thì cái kính tiềm vọng của trưởng xa này bên trên nó sẽ có hai cái lớp giáp, nó có một cái nắp và một cái gá của cây súng của trưởng xa, thì sẽ là cây súng M2, cây súng M2 12 ly 7, theo chuẩn của quân đội Hoa Kỳ thì lại gọi nó là cây súng Đại Liên 50. Thì ở đây cái chi tiết nó rất là nhỏ, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ phải rất là tỉ mỉ. Thì cái tay cầm này ở bên trong của cái nắp nó rất là nhỏ, cho nên mình không dùng dây đồng giống như trong video trước. Thì ngoài ra chúng ta sẽ còn có hai cái chi tiết bản lề. Thì hai cái chi tiết bản lề này rất dễ bị lộn và nó rất dễ bị mất, cho nên các bạn lưu ý là khi làm tới cái phần này thì nên làm riêng một mình nó thôi, đừng để lẫn lộn với các bạc khác, và nó cũng rất là dễ gãy nữa đó. Như các bạn thấy là cái phần nó gác vô trong cái bạc ở bên dưới nó rất là mỏng, rất là nhỏ nữa, cho nên chúng ta phải chấm keo nhiều để cố định nó. Đây là cái chi tiết của cái bản lề phụ ở bên ngoài. Thì các bạn lưu ý là khi dán chúng ta rất là cẩn thận nha, coi chừng làm mất. Vì mình đã làm rớt cái chi tiết này và phải đi tìm mất hết nửa tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta sẽ lắp phần nắp của cái phần tháp pháo chỉ huy này vào. Tháp pháo của trưởng xa. Đây, cơ bản thì nếu chúng ta làm kỹ thì cái phần nắp này chúng ta có thể mở ra đóng vào một cách rất là dễ dàng.
Tuy nhiên thì mình cũng xin nhắc với các bạn là cái nó rất là lỏng lẻo và hơi khó chịu, tại vì nếu chúng ta làm không kỹ thì cái phần bản lề rất dễ bị rơi, cho nên cái lúc nãy mình có nói là các bạn cái phần cái chốt giữ của cái bản lề của mình phải dán thật là kỹ. Rồi, đây là cái gá của cái súng M2. Nhưng mà cái lỗ và cái phần kết nối ở trên chi tiết nó lại không được vừa nhau cho lắm, cho nên mình sẽ dùng mũi khoan nhỏ 0.2 ly để mình nong cho cái lỗ này nó bự ra một chút để chúng ta có thể dán lên một cách dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo đây là cái phần giáp trên của tháp pháo. Thì M113 ACAV nó khác với M113 thường ở thời kỳ đầu là có thêm cái phần giáp ở phía trên tháp pháo như thế này. Thì theo như các tài liệu mình đọc được á, thì cái phần giáp trên này á, là được làm từ những cái vỏ tàu thủy được tái sử dụng bằng cách là hàn vô trong cái tháp điều khiển của chưởng xa như thế này để chống các cái cuộc phục kích của quân đối phương từ ở phía mặt đất. Thì cái phần giáp này trên cái kit này nó được cố định bởi những cái điểm móc, điểm chốt rất là nông. Như các bạn thấy cái điểm nó rất là nhỏ, thì mình cứ chấm keo trực tiếp lên trên cái điểm đó, mình cố định cái phần giáp lên và rồi mình sẽ chích thêm keo ở phần xung quanh. Thì cách làm như vậy thì nó dễ hơn.
Và đây là cái phần giáp trên của cái phần tháp pháo, thì như các bạn thấy á, là ở cái phần đuôi á, cái nhựa nó rất là mỏng cho nên nó sẽ không có ôm theo form được. Cách làm là chúng ta sẽ dán keo để cố định một đầu trước, sau đó chúng ta sẽ cố dán keo ở khi cái phần keo này nó khô rồi á, chúng ta mới dán cái phần keo bên kia, rồi chúng ta uốn nó theo cái đường cong của cái phần giáp ở phía dưới. Thì các bạn đừng ngại là keo nó sẽ chảy tràn ra, thì nếu mà keo nó chảy tràn ra thì chúng ta sẽ xử lý bằng giấy nhám lại sau, không sao cả. Đây, như các bạn thấy là keo chảy tràn ra ngoài rất nhiều, nhưng mà không sao, mình chỉ cần dùng giấy nhám 600 và mình đánh nhẹ theo cái đường mép mà chúng ta đã dán, thì chỉ cần đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ để bay cái lớp keo bên ngoài thôi, vì keo extra thin của Tamiya rất là mỏng. Chúng ta không cần phải đánh mạnh tay, nếu đánh mạnh tay nó sẽ là giăng ra, chúng ta phải là dán lại rất là cực đó. Như các bạn thấy đó, chúng ta chỉ cần đánh nhẹ ở cái phần keo nó bị chảy ra ngoài thì ở cái mép nối tự nhiên nó sẽ nhìn nó sẽ sinh động liền, không sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn lót, thì mình sẽ sơn lót lớp thứ nhất với cái sơn Surface 1000 màu đen của Mr. Hobby. Thì như các bạn thấy ở đây là khi sơn mình sơn rất chậm để mình xem coi có cái chỗ nào nó bị lồi lõm
do cái phần keo lúc nãy chúng ta xử lý chưa kỹ hay không. Thì mình thấy ở đây thì tương đối nó đã ok rồi. Thì sau khi cái lớp sơn lót Surface 1000 này, nó cũng có vừa làm sơn lót mà nó vừa có thể trám được cái bề mặt ở một cái mức độ vừa phải. Thì qua cái lớp sơn lót chúng ta luôn luôn có thể kiểm tra lại được cái bề mặt của mình đã ok chưa. Thì đó, khi sơn như vậy thì các bạn thấy đó là ở các cái mép mối nối giữa hai cái lớp giáp đó, nó chuyển tiếp rất là đều, rất là tự nhiên. Thì chúng ta thấy là chúng ta không cần phải đánh nhám lại. Còn trong trường hợp mà nó còn cái lồi lõm hay là nó còn chưa được đẹp thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục đánh nhám thôi. Và chúng ta lại sơn lại và lại kiểm tra. À, tiếp theo thì mình cũng sơn lót luôn cái phần cái tháp pháo phụ. Thì ở trên tháp pháo phụ của M113 CAV thì sẽ có gác một cây súng M60. Thì cây súng M60 là cây súng bổ sung để bảo vệ phía bên hông của chiến xa. Thì cũng tương tự như tháp pháo chính, mình sẽ sơn nhẹ một cái lớp mà Surface 1000. À, còn đây là chi tiết cái nắp phụ lội nước bên ngoài của M113 CAV. Thì trong số các cái tài liệu mình có được á, thì cái nắp phụ này khi đóng lại có thể được xem như là một cái cớp chở đồ, cũng giống như là chống được một số các loại đạn chống thiết giáp như là B40. Và khi một cái công dụng nữa của cái lớp cái nắp phụ này ở phía trước á, là khi mở ra thì có thể giúp được chiếc M113 có thể lội nước được. À, và sau khi cái lớp Surface nó được khô thì mình sẽ sơn trực tiếp cái màu của cái chiến xa là màu olive drab giống như ở video trước mình đã sơn. Thì do là hai bộ phận này mình sơn không phải sơn cùng lúc cho nên mình sẽ pha cái màu lại theo cái tỷ lệ giống như hôm trước mình pha là 0.5 olive green và không là một phần olive drab. Thì sau khi sơn chúng ta sẽ sơn tương tự như là cái phần giáp ngoài của chiếc 113 thôi, chúng ta sẽ sơn đều các cái lớp mỏng. Và sau cái lớp thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái tông màu. Tương tự với phần tháp pháo mình cũng sẽ sơn như vậy. À, chúng ta sẽ sơn mỏng đều các cái lớp. Ta sẽ không sơn quá tập trung vào một điểm để tránh chảy sơn. Chúng ta cứ sơn những cái lớp mỏng đều thôi. Do là mình không có sơn hai cái chi tiết này cùng lúc cho nên là mình sẽ phải kiểm tra lại cái màu. Đó, thì các bạn thấy ở đây là mình pha sơn tỷ lệ nó tương đối giống lần trước cho nên là cái màu của mình nó tương đối giống nhau. Như vậy là đã ok rồi. Đó, chúng ta sẽ đưa cái chi tiết vào và chúng ta ươm thử xem ở cùng cái góc độ thì cái ánh sáng thì cái màu nó có giống nhau hay không. Thì sẽ rất là nhiều trường hợp các bạn sẽ phải sơn nhiều chi tiết, không phải sơn một lần mà mỗi lần sơn xong thì khi ta pha màu cái màu sẽ không giống, cho nên buộc lòng chúng ta phải có cái bước kiểm tra lại như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái chi tiết cái cây súng M2. Thì như mình đã chia sẻ ở cái video unbox của cái kit này, thì đây là cái bộ kit mà những cái chi tiết súng được làm rất là tỉ mỉ
Đây có thể nói là một cái chi tiết, một cái súng M2 trên thiết xa mà chi tiết nhất từ xưa giờ mình làm. Bản thân cái súng này nó lên tới mười mấy chi tiết. Và nòng súng thì được đúc full một bạc. Cho nên là chúng ta chỉ việc ráp xong phần thân súng và đặt nòng súng vào, thì cái chi tiết nòng súng nó cũng tương đối không cần phải xử lý nhiều giống như các bộ kit khác.
Ok, sau khi ráp xong thì mình có sơn một cái lớp lót màu sơ phai 1.500 màu đen. Rồi tiếp theo ở hai cái súng này thì mình sẽ dùng cái màu sơn là màu gunmetal cho cả hai cái phần xích và cả hai cái súng của chúng ta. Thì cái lớp sau đó chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng là cái súng, cái màu thép của cái súng thì một trong những cái màu rất là khó sơn. Và cái hũ màu steel này á, rất là đặc biệt ở cái chỗ là sau khi các bạn sơn lên xong, các bạn có thể dùng một cái tăm bông hay là một miếng vải hay gì đó và chúng ta chùi lên trên cái bề mặt sơn, nó sẽ làm cho cái sơn nó bóng hơn. Thì chút xíu nữa mình sẽ đi chi tiết ở cái phần đó. Rồi đây là cái súng sau khi mình đã chùi, thì như các bạn thấy á, là vẫn giữ được cái màu đen của thép. Tuy nhiên ở cái hũ sơn màu steel đó, mình khi mình chùi lên á, thì cây súng nó sẽ có chỗ sáng và chỗ tối rất là giống với cây súng thiệt đó. À, có bạn hỏi mình là có phải là kỹ thuật dry brush hay không, thì đây không phải là dry brush mà đây chỉ là cách sử dụng của cái hũ sơn steel màu effect của Mr. Hobby thôi. Đây là cái M2 trên tháp pháo chính. Rồi. Ok, sau khi sơn xong thì mình sẽ ướm thử cái cây súng lên trên cái phần nắp của cái chiếc M113 của mình. Thì mình thấy là cái phần fit này nó tương đối ok, chúng ta có thể xoay qua xoay lại điều chỉnh cái vị trí của súng lên xuống. Như vậy là tương đối rồi. Ok, video mình đến đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúng ta sẽ tiếp tục những cái chi tiết đặt trên xe nhiều hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở video sau.